Xin chào các anh chị nhà đầu tư, chào mừng anh chị quay lại với kênh của Nguyên nha, Smart Investment. Thì phiên ngày hôm nay em tiếp tục review về thị trường cũng như là những cái dòng cổ phiếu mạnh anh chị mình lưu ý, những cơ hội đầu tư cho anh chị mình, anh chị ha. Rồi anh chị mà thích xem video của em thì anh chị mình có thể để lại trên kênh YouTube một lượt đăng ký, một lượt subscribe, một lượt like để có được những thông báo sớm nhất khi mà em làm video cũng như là những thông tin liên lạc của em để trên kênh rất là đầy đủ. Anh chị mình có gặp khó khăn gì trong đầu tư, anh chị mình có thể liên hệ vào cái số Zalo em để trên kênh ha. Dạ rồi, nó là như thế. Rồi anh chị mình review thị trường ngày hôm nay nè. Phiên ngày hôm nay là đơn giản là một phiên tăng điểm, một phiên tăng. Khối lượng nó cũng lớn hơn ngày hôm qua. Dòng tiền bắt đầu quay lại thị trường. Đấy, nhìn chung thì anh chị thấy không? Phiên ngày hôm nay tính ra nó vẫn chưa thực sự bứt thoát khỏi cái vùng đỉnh cũ. Nó vẫn quanh cái vùng 970, 973 thôi. Vẫn quanh những cái vùng đấy thôi. Đấy, nhưng mà cái phong cách đầu tư của em á, luôn luôn em có một cái phong cách đầu tư là khi mà người ta hưng vấn thì lúc đấy thứ nhất em một là em đã có hàng, hai là em sẽ không có mua đuổi, đúng không ạ? Còn khi mà bà con mình lo sợ lúc đấy mình mới canh những cái mã mà mình mua. Cho nên với tình trạng hiện tại là mình đã có hàng, đúng không? Đấy, mình đã có hàng rồi thì nếu mà có tăng mai mà các đội họ đánh những cái trường hợp mà anh chị thấy giai đoạn này đánh rất là nhiều, đúng không? Đánh mở cửa kéo hưng phấn 2-3 cây, xong rồi cây thứ ba mở cửa giá cao xả xuống cho nên ấy, họ đánh rất là khó chịu. Cái tâm lý gì nhà đầu tư mình ấy, cứ mua con này không chạy qua mua con khác, con này cũng vừa tăng cái bay vô mua đuổi, đúng không? Mua đuổi hàng về hòa hoặc là lỗ nhẹ gì đấy, lãi không nhiều. Lại bán ra, xong rồi khi mà bán ra cái dòng mà hồi trước mà anh chị chê chậm á, không chạy này kia thì nó lại chạy mất, đúng mà nó liên tục như vậy đánh rất là khó chịu. Con đấy đánh khó, xong rồi á thị trường kéo lên tăng thì tài khoản anh chị không tăng, anh chị mình bị kẹp hàng, xong rồi tài khoản nó mở gấp cao nó xả xuống, anh chị mình lại lỗ thêm. Nó là như thế, họ liên tục họ làm những cái bài tâm lý như vậy. Thành ra trong chứng khoán á, những cái con đường mà tăng lên của thị trường nó luôn luôn có những sự khập khiễng, chứ không thể nào mà chứng khoán mà tăng một mạch mà tăng luôn nha anh chị nha. Nó tăng trên đường đi á, anh chị biết là đồng tiền nó có hạn, đội mặc dù vốn nó lớn nhưng mà tiền nó có hạn, đúng không ạ? Ví dụ như nó phải gom hàng chứ, nó gom một dịp nó kéo lên, đúng không? Họ kéo lên một giai đoạn tiền họ mệt, họ phải nghỉ, họ phân phối dần, họ tích lũy lại, họ gom lại thêm hàng, họ lại kéo lên tiếp. Đó, nó liên tục như vậy, cái dòng tiền nó có giới hạn anh chị nha. Không thể nào mà nó cứ kéo băng lên mà tăng liên tục, ngày nào cũng tăng được. Cái kịch bản đấy thật sự rất là khó. Nó vào những cái pha sóng nước rút của thị trường đó, thì mới có những trường hợp đấy. Những trường hợp mà sóng nước rút đó, nó chỉ chạy đâu đó tầm từ 3 đến 5 phiên là chết. Ví dụ như nó kéo cực kỳ nhanh nha, kéo không chỉnh, tăng cực kỳ mạnh từ 3 đến 5 phiên, kéo tầm 1 tuần, 2 tuần thôi là tạo đỉnh luôn. Đó là gọi là nhịp sóng nước rút. Đấy, đó là như thế. Còn nếu mà nó cứ tích lũy lên dần dần á, là cái xu hướng lên nó sẽ bền hơn. Nhưng mà đương nhiên là trên con đường tăng nó sẽ có những sự điều chỉnh ha. Đó là cái góc nhìn mà anh chị mình khi mà nhìn về thị trường, nó là như thế. Thì bây giờ nhìn chung á, khi mà mình mà luôn luôn có những sự phòng bị á, anh chị cẩn thận không bao giờ là thừa anh chị. Anh chị cứ cẩn thận đi. Bây giờ ai cũng hưng phấn, ai cũng thấy là nó tăng nè, thì mình cẩn thận. Ví dụ như mai lỡ có mở gap up, đúng không, xả xuống, đúng không, thì mình có hàng mà anh chị bán ra, chiều nó xả mạnh. Thì khi mà cái công đoạn mà anh chị chọn cổ phiếu á, anh chị chọn cái con mà nó cái cung hàng, cái lượng cung cầu nó bị cạn rồi, nó đánh mẫu hình chuẩn nè, tiền nó vào nè, tích lũy tốt nè, lực bán yếu nè, thì cho dù thị trường mà có mở gắt úp thì những con đấy nó cũng tăng điểm thì mình chốt, xong rồi nó xả xuống, đúng không, chị cover lại hàng liền. Thì những con đó nó mạnh mà anh chị, nó có gãy đâu mà anh chị sợ. Đấy, nó là như thế. Dạ rồi, thì mình điểm qua những cái dòng cổ phiếu ha, ví dụ như ACB, dòng băng trước ha. Lúc nào dòng băng là chiếm thanh khoản lớn mà, thì lúc nào mình cũng phải view dòng băng trước. Đấy, dòng băng ACB vẫn mạnh thôi, tiếp tục ra những tin tốt đẩy giá, đúng không? Nhưng mà ACB nhìn chung có hàng á, khi mà những cái tin tức mà ra hết rồi á thì nó tăng lên một cái nhịp nữa thì mình canh bán hết ha, bán hết ACB luôn. Đấy, tại vì khi tin tức ra động lực tăng giá của nó đã hết rồi thì lúc đấy thì mình lên đây mình chốt quanh những vùng đáy là ok, lợi nhuận rất là tốt. Đương nhiên những tăng thốc như thế này điểm mua là sẽ không có, tại vì kéo thốc một hai phiên điểm mua anh chị sẽ không kịp nếu anh chị mình mua giai đoạn như thế này anh chị ha. Tăng rồi thì thôi, BID như em đã nói đừng quan sát nó nữa,
nó rất là lâu nó mới lên lại được. CTG như em đã nói thôi, CTG thứ nhất á là cái vô nó ngày càng to này, thì cứ thế là nó kéo thôi, nó kéo lên như vậy. Anh chị mình chịu không nổi, anh chị mình đu vô mua đuổi thì họ mới phân phối được rất là nhiều hàng giá cao. Anh chị mình sợ ui con này tăng quá, giờ tôi cũng có tôi mua đuổi thôi, sợ mất hàng, sợ mình không có cổ phiếu trong tài khoản, nó như thế. Tâm lý trên thị trường nó là như vậy mà ấy, họ cứ mua lên những con như này nè, đu đu ở trên này nè, đương nhiên là nó vẫn tăng nhưng mà tăng để phân phối á. Anh chị phải mua những cái điểm mà em nói trong những video trước á, xong rồi lên tới đây à, gặp kháng cự là test ok nè thì bán nữa đó, mà tăng lên tiếp thì cho nó chạy lãi thôi, nó là như thế. HD thì bo cung cũng khó phân tích. Anh chị thấy cái volume không, tại sao giá nó không giảm một volume lớn như thế này? À, các đội họ trao tay nhau ở đây nè. À, những cái volume như thế này thật sự mình cũng không phân tích được, rất khó phân tích. Thứ nhất là một lượng cổ phiếu lớn nó được bán ra và được mua lại liên tục nhưng mà cái giá nó không giảm, có nghĩa rằng là một cái đội đánh HD băng nó đang trao tay nhau ở trên này. À, các cái quỹ hoặc là các nhà đầu tư lớn nó đang trao tay nhau ở trên vùng này nè, thành ra những con này rất khó phân tích, thành ra mình đừng đánh những con này ha, hạn chế. Liên Việt nè, anh chị thấy Liên Việt không, trên một cái kênh xu hướng đi lên nè, Liên Việt đang bám trên cái kênh này rất là tốt. Cây hôm nay là cây gì anh chị? Cây tét cung anh chị nha, cây tét cung nè. Đúng không ạ, anh chị xem video của em nhiều thì ra là cây tét cung, đúng không? Cây tét cung khối lượng thấp nè. Đấy, và nhìn chung á, Liên Việt nó vẫn chưa bứt thoát khỏi cái vùng kháng cự cũ. Đây nè, cái vùng kháng cự cũ này nè, vẫn chưa bứt thoát được. Nhưng mà nhìn chung á, cái vùng kháng cự cũ này á, nó cũng không thực sự quá mạnh đâu anh chị, nó không thực sự quá mạnh đâu. Nếu mà có những cái gì mà nó tích lũy trước kháng cự như thế này, khả năng nó đánh vượt kháng cự là rất là cao. À, anh chị mình quan sát Liên Việt của banh, tại vì anh chị thấy trước khi chuyển sàn á, đội đánh Liên Việt nó đã vào một cái cây tiền rất là lớn ở đây nè. À, cây tiền này rất là lớn nha. Và sau đấy là Liên Việt nó đi vào một cái thời gian là nó không thể giao dịch được, thành ra cái lượng hàng của các đội á, chắc chắn 100% là họ không có phân phối được. À, nằm ở trong đây nè, anh chị biết mà, Liên Việt nó mới lên sàn cái cây màu đỏ này mà, cái đi giai đoạn này nguyên một thời gian mà đi ngang như thế này nó phân phối cho ai? À, cái lượng phân phối nó không có nhiều gì ha, thành ra là các đội nó chưa có phân phối, dòng tiền lớn nó chưa thoát ra, đúng không? Những cái cây điều chỉnh này như thế nào, thứ nhất anh chị nhà đầu tư mình mà kỳ vọng là cái phiên mà chuyển sàn của Liên Việt á, cái biên độ dao động lớn á, anh chị đầu cơ trên cái phiên đó đúng không, anh chị kỳ vọng cái phiên đấy, xong rồi cái phiên đấy các đội họ cân lệnh nè, họ không cho giảm sâu nè, thì nó hết rồi, cái game nó xong rồi, thì các này là các chị nhà đầu tư mình nản đúng không, bán ra. Đấy, anh chị thấy volume bé không, volume cạn dần không, vậy đâu phải là dòng tiền lớn họ bán đâu, này là nhỏ lẻ bán ra chứ, đúng không ạ? Nó là như thế, thì nó còn những phiên nó tích lũy lại nè, volume ngày càng bé dần nè, có nghĩa là anh chị nhà đầu tư trên thị trường mà đã bán Liên Việt rồi á, họ cũng không có mua lại Liên Việt, họ để ý những con khác, ví dụ như họ thấy ACB tăng quá nè, à, họ đánh những con khác, đúng không ạ? Họ thấy MBB tăng quá nè, CTG mạnh quá nè, thì đâu có ai chú ý con Liên Việt đâu. À, thì cái volume này nó cạn là ok, à, nó cạn là ok, lực cầu lực cung cạn kiệt là nó sắp chạy anh chị ha, nó là như thế. MBB thì như CTG thôi, anh chị thấy hai con này nó tăng thấp lắm, vậy mình cứ lưu ý giúp em ha, kéo cái volume to càng kéo càng phân phối chứ không phải là điểm mua anh chị ha. SHB đẹp nè, à, dòng băng là có một số con đẹp. SHB anh chị thấy gặp lại cái vùng kháng cự đẹp trước này, nhưng vùng kháng cự này thật ra nó cũng xa. Anh chị thấy không, cái quá trình mà SHB nó rơi cái nhịp này nè, là chắc chắn rằng là các anh chị nhà đầu tư ôm SHB là lỗ rất nặng, đúng không? Mà lỗ rất nặng là đã bán ra hết rồi, thành ra cái vùng kháng cự này nhìn chung nó cũng không có ý nghĩa nhiều, không có ai mà kẹp SHB tới tận cái vùng này đâu. À, không có lỗ, không có kháng cự này nó yếu. Và thứ nhất, thứ hai là có cây tiền vào nè, đúng không? Tiền vào nè, volume nè, tốt nè, cây là cây tét cung nè. Nhìn chung á, nếu mà mình phân tích về khối lượng của SHB thì nó cũng khó, tại con này nó cũng thuộc dạng hơi bo cung, thành ra nhìn chung á, có những cây tét cung liên tục như này, khả năng SHB nó sẽ nổ một nhịp nữa ha, nó sẽ nổ một nhịp nữa, anh chị mình lưu ý. Đấy, STB cũng vậy nè. STB thứ nhất á, trong những cái con mà gãy mạnh của dòng ngân hàng á, ví dụ như con BID, con VB Bank, con Techcombank, con STB á, à, thì nhìn chung á, những cái con như là BID nè, hay là những con như là Techcombank nè, những con như là VB nè, thật sự là nó vẫn chưa bứt thoát được, đúng không? Nó vẫn tích lũy thôi,
nó vẫn chưa về lại được những cái vùng mà nó tạo những cái biên đỉnh ngắn hạn này nè, nó gãy xuống nè, nó chưa về lại được. Còn STB á, thứ nhất là STB á, cái giai đoạn gãy á thì nó gãy mạnh đúng không, cái độ rũ bỏ, tại vì STB là một dòng mang tính đầu cơ cao đúng không, mang tính đầu cơ cao thì nó rũ mạnh như thế này á, khả năng rất nhiều gì nhà đầu tư mình đã bán ra rồi đấy. Và khi tích lũy lại nè, volume bé nè, như em đã nói nè, volume bé là cái sự tham gia của các chị nhà đầu tư mình quay lại STB nó vẫn chưa có. À, các đội nó cứ túc tắc nó kéo lên vậy thôi đấy. Mà hôm nay là một phiên tiền vào bất ngờ đúng không, tiền vào nè, nhưng mà anh chị thấy nó vẫn bị bán không nè, bị bán nè, nè rút chân xuống nè, bị bán nè, có nghĩa là vẫn còn cái sự kẹp hàng của anh chị mình ở trên cái vùng đỉnh này. Thì STB nó có những cái nhịp nó sẽ test về ha, nó test về một tí, thì test về một tí là mình canh anh chị giải ngân. À, anh chị giải ngân cái target của STB ấy, là mình đánh vượt cái vùng kháng cự này nè, tại vì các đội họ cố tình họ tích lũy lại ở đây là họ muốn đánh vượt anh chị, đúng không ạ? À? Họ tích lũy lại là họ muốn gom hàng, họ đánh vượt, họ tích lũy lại như vậy nó mới có những sự tích lũy đấy. Thì canh những nhịp điều chỉnh mình canh, mình gom dần STB đấy, khi mà có những nó test xong á, nó tích lũy xong á, tiền vào đánh vượt thì mình gia tăng đấy. Đó là quy luật mà mình đi vốn trong đầu tư ha. Ai gì đấy, Techcom, anh chị thấy Techcom thì sao? À, Techcom thứ nhất cái người kẹp hàng nhiều á, khả năng mà Techcom nó hồi mạnh thì cũng khó. Anh chị thấy là lên cái nào cái nấy vô nó lớn quá, à vô nó lớn quá, thành ra lên tới đây kiểu gì cũng bị bán rồi nè, kêu này nay bị bán quá trời luôn nè, ha, lực bán nó còn lớn lắm, nó sẽ cần những sự tích lũy lại. Anh chị thấy con STB ông đánh cái bức thép nó dễ hơn nha. Nó đánh cái cây này mà tăng nó dễ hơn rất là nhiều, nó bị bán ngược thôi. Còn Techcombank nè, nó lên cái vùng này 2-3 cây rồi nó vẫn bị bán. À, nó nặng hơn, nó là như thế. Vietcom là như em đã nói, Vietcom đánh con này đánh trung hạn. Mà Vietcom đánh giờ vào sớm á, nó không bứt phá được vùng này á, vào sớm á. Vietcom này nó bị nhiễu, là nó hay bị lấy ra để làm cái công cụ để long sọt bên phái sinh á. À, nhà cái nó điều tiết thì chỉ số và ni là dùng con Vietcombank này rất là nhiều, thành ra nó hơi bị nhiễu một tí, thành ra mua con này là phải bền, với lại mua con này á phải có điểm mua tốt mới được ha, và đánh nhịp sau anh chị nha. VB nè, anh chị thấy VB bị bán không, nó vẫn bị bán anh chị nha. Nè, lên không bao nhiêu mà bị bán vốn rất là to nha, có nghĩa là cái lượng kẹp hàng VB trên này còn nhiều lắm. À, khi mà bán vốn to như thế này á, cái khả năng nó phải test lại. À, nó phải liên tục nó test lại, nó tích lũy lại ở đây thì mới được. Chỉ có STB là cái độ bứt phá nó nhiều hơn. À, cái vốn nó không bị bán mà cái vốn nó là vốn tiền vào. Đấy là khả quan hơn, mình phải nhìn được cái con mạnh hơn. À, STB nè, SHB là do là bản chất nó không bị bán luôn. SHB là nó break, tích lũy lại đạt, đúng không? Đấy, liên việc cũng như vậy, tích lũy lại đạt. Đấy, để mình để ý ba con băng này ha. Tại vì ACB bây giờ là canh chốt lãi chứ đâu có mua được nữa, thì mình phải chú ý tiếp những con băng khác. Tiếp theo dòng B, hôm nay dòng B dậy xong đúng không? Dòng B nè, giáp đánh cây này nè, tiền vô nè, rất là mạnh ha. Đấy, cái con này đánh đầu ngành, con này đánh khó, hơi khó chịu. Cái em đảm bảo trong phiên luôn, giáp này không ai mua được hết á, kê giá là không mua được. Con giáp này hôm nay chỉ có mua đuổi mới có hàng thôi. Lệnh mà mua lệnh MB á, lệnh mà MB, mà MB nó có tỷ lệ nó trượt giá nha. Thậm chí kê giá này mà trượt tuốt lên trên luôn á. Tại vì các đội họ đánh á, họ kê những lệnh lớn liên tục, họ đập vào cho cái giá nó tăng rất là nhanh và mạnh. Thành ra thì nhà đầu tư nhỏ lẻ mình chắc chắn là cái cây này nè, cây này là đội đánh. À, đội đánh chứ nhà đầu tư mình không có đu cây này được đâu. Anh chị nhìn tưởng rằng là có một số người họ vẫn đu được, bắt được cái cây ăn break không? Thật ra không phải đâu anh chị. À, em coi trong phiên rồi, à, đánh rất là nhanh. Rất ít anh chị nhà đầu tư mình mua được ăn được cái cây break này ha, trừ khi nào mà còn cái vùng này nè anh chị mình kẹp hàng như em đã nói đúng không, giá nó có cái vùng này kẹp hàng nhiều lắm. À, các đội họ đánh giá nha, họ soi được lệnh nha anh chị, cái người kẹp hàng đó họ bán ra rồi bắt đầu nó mới kéo nè, nó kéo những cái lệnh lớn như này nè để không ai vô được. Thì bản chất á, nếu mà đội họ đánh cái cây này rồi thì đương nhiên là đánh xong rồi xu hướng nó phải lên tiếp đúng không, các đội không bao giờ họ đánh chơi cả. À, họ đánh cây này thì lên đây nó sẽ có những cái nhịp nó tích lũy lại, nó giống như con BHR á, giống con BHR á, nó đánh vượt vùng kháng cự xong rồi nó tích lũy lại, thì những cái vùng mà tích lũy lại đấy thì mình canh mình mua
Đó mà cho mình mua cái cây này là các đội họ mục đích là họ đánh không cho ai vào mà. Hả? Chẳng lẽ đánh cây tiền lớn như thế này đánh xong rồi lại gãy. Đúng mà, tại nó vượt kháng cự rồi. Đấy, nó như thế mình canh thôi. Mình canh điều chỉnh mình vào. BVD nó cũng vậy, nên nhìn chung dòng B nó giống nhau. Đấy, đánh những cây tiền nè, nhưng mà BVD vẫn gặp kháng cự nha. Mỗi vì bán nè, sẽ có té lại. BVS là dễ hơn nè. Nhưng mà BVS này nó test xong rồi. À, BVS nó bắt đầu nó vào sóng nó chạy. Thành ra là vào giờ cũng khó. BVT thì em không thích, như em đã nói những con vươn to là em không thích. À, vươn to là em không thích tại vì khả năng nó phân phối. Nó sẽ có những nhịp chạy nhưng mà sẽ có rủi ro. Anh chị ha. Đánh nhanh, rút nhanh thì được. Nhà Vinh thì hôm nay tiếp tục bị đè nè. Hôm nay bên phái sinh nó có một cái cây sọt á. À, thì họ dùng nhà Vinh ra họ đè, thành ra mấy con này nó bị nhiễu lắm. Nè, nhưng mà VRE nè, VRE hôm nay tích lũy tốt nè. Gặp lại vùng kháng cự một cây à, một cây nè, test kháng cự nè, kéo lên hồi lên gặp kháng cự không bị bán, đóng cửa cây nhất phiên. Ok à, chờ đã gặp lại cái vùng mà quanh giá 27.6, 27.7 này nè, nó tích lũy lại ok là ok. À, là VRE cũng là một mã mình cần quan sát anh chị ha. Dòng khu công nghiệp, dòng khu công nghiệp này là dòng chạy đúng không? Đấy, dòng khu công nghiệp chạy nè, mình lên đây gặp kháng cự rồi té lại thôi. À, nhìn chung nó dòng khu công nghiệp á, cái thanh khoản của dòng khu công nghiệp nó cũng không có lớn lắm. Con GVR là chị thấy nè, kéo rất là mạnh nha, nhưng mà chị thấy volume to không? Volume rất là to nha, volume rất là to, nó phân phối trên đường đi thì cũng kha khá rồi đó. Nó sắp đây là anh chị thấy đây là gọi là sóng nước rút này, thì từ sóng nước rút cái volume nó lớn lắm, nó chạy nhanh lắm. Ừ, anh chị mua sai điểm á, nhiều khi không đủ T. À, không đủ T, nó tạo đỉnh là nó rơi, mà khi rơi nó rơi rất mạnh hay như thế à. Dạ rồi, mấy con này thì nó chưa chạy đâu. Những con khu công nghiệp hôm nay chạy rất là tốt này, chạy rất là tốt, nhưng mà mình đã nắm được cái con mạnh nhất khu công nghiệp là con BR này rồi đúng không? Hôm nay kéo lên lên được giá 64 là mình chốt nè ha, mình chốt. Thì hôm nay bị bán nè, cái lực bán này là lực bán chốt lời. À, lực bán chốt lời của anh chị nhà đầu tư thì nó test lại thêm vài phiên đấy, là như thế. Cái lại giá thấp ở đây nè, mình mua thêm, mình đánh nhịp tới ha. Những cái con như này nó mới bắt đầu nó vào cái sóng thôi, anh chị mình test lại những cái vùng thấp này nè, canh mua thêm, mua thêm rồi ăn, nó break lên một cây tiếp rồi ăn tiếp, nó là như thế. À, khi mà mình cầm cái con mạnh nhất là con BHR rồi thì mình đừng có nhìn mấy con xung quanh nữa. À, với lại những con này anh chị nhìn nó kéo ghê không, nhưng mà thanh khoản nó bé lắm. À, những con này thanh khoản rất là bé nha, tiền lớn đánh không được. À, rừng khách hàng của em không có mua những cái khó mua những con này lắm, thanh khoản nó không có đủ, không đủ để mua anh chị ha. Dạ rồi, phân bón nè, phân bón này DBM nhìn chung là DBM, cái con này nó bị nặng, nó bị nặng nhất trong cái dòng B, dòng dòng phân bón chứ, thành ra là nó tích lũy là khá là lâu rồi. Nhìn chung những con này mà nó tích lũy nó lâu tí thôi, nhưng mà khi nó chạy mạnh. Hai con DBM này bản chất nó vậy, con DBM đánh khó chịu lắm. Nó đánh nè, ai phải bình tĩnh ôm lâu thì mới ăn được. Con này đánh khó ăn ha. DGC ngon hơn nè, em có giải ngân DGC trong rừng khách hàng của em nè. Mua quanh những cây đỏ, cây xanh nè, tép cung nè. Để hôm nay chạy được dịp nè ha, lên đây bị bán chút lời thôi, chứ lại gặp lại cái cây này nè. Gặp lại cái cây đỏ này nè, là cũng là kháng cự nè. Đấy, chỉ có lực bán xuống thôi, mai test lại lên tiếp. Anh chị thấy volume bé không? Đấy, volume bé là không sao ha, nó giống như BR, cứ volume bé là chạy tiếp mà. Ừ, cứ volume bé là chạy tiếp thôi, tiền nó đã vào rồi anh chị. À, cái độ họ không đánh chơi anh chị nha, họ đánh cây tiền nó vào là họ phải kéo tiếp để họ phân phối hàng, chứ không thể nào mà họ bơm một đống tiền vô họ kéo cái cây đó xong rồi họ đánh có một hai cây xong gãy được. À, làm vậy thì họ đâu có lời đâu anh chị. Mình phải đặt cái tâm lý của mình vào các đội á, mình biết là họ đang làm cái gì. Nếu anh chị là đội, anh chị bơm đóng tiền này, anh chị đánh nó chẳng lẽ anh chị đánh 2 cây 3 cây thì anh chị phân phối lượng ngày đúng không? Lượng tiền nó chưa thoát ra, nó là như thế. DCM cũng vậy nè, nó vẫn tích lũy tốt, nhìn chung như em đã nói nó vẫn tích lũy thôi. Nó chờ cái nhịp nó break lên, nhưng mà cái con này đặc biệt nha. Break lên là anh chị chốt ngay nha, anh chị đừng kỳ vọng nó nhiều. Cái con này nó đánh nó đi lâu lắm, break lên là anh chị chốt liền. Chốt ngay cái giá và cái cây cái phiên bùng nổ là ok nhất đối với cái con DCM này ha.
dòng thủy sản em đánh giá chưa mạnh đâu. Đây là những con cổ phiếu mạnh nè. Không, nãy giờ em review những cái dòng cổ phiếu chung thôi. Nhưng mà em là em thích đánh mấy con mạnh nè. Em lựa mấy con mạnh nhất em đánh nè. Em không có đánh lan man. Đấy, VRE quan sát nè. Đúng không? VB quan sát nè. Đấy, SHB là chị mình lưu ý SHB nha. SHB. Đấy, BVD, BVS nè. Có điều chỉnh thì mình canh. BHR có hàng rồi. À, test lại thì mua thêm. Liên Việt canh nè. Ha. Dòng thép thì như em đã nói, dòng thép kéo thấp quá. À, dòng thép tăng mạnh quá. Nó tăng như thế này là tăng thóc anh chị nha. Có hàng anh chị mình nên chốt. À, nên chốt, anh chị mình đừng tham. Nó lên cao nó rớt lẹ lắm. Nó lên cao khi mà nó rơi rơi rất mạnh. Anh chị lưu ý. Hoa sen cũng như thế. Lên càng cao nó rớt càng mạnh. Nó là dòng đầu cơ mà. Đấy. Thì nhìn chung có hàng là ok. Có hàng là anh chị mình cứ cho nó chạy lãi thôi. À, khi mà bắt đầu xuất hiện những cây áp lực bán anh chị mình bán. Còn nếu không anh chị mình cứ giữ tiếp. Còn điểm mua là tuyệt đối không mua thêm anh chị nha. Nó tăng thốc như thế này á, mua là quy tắc là gì? Ví dụ như nó break lên, nó tích lũy, nó test cung ở trên đấy, volume cạn đẹp mua thêm. Đó là cái điểm mua chuẩn. Còn nếu mà nó tăng cây nào ngày nào cũng tăng như vậy mà đu vô là tê cộng về không kịp nha. Mình không biết trước được điều gì nha. Họ kéo 3-4 cây nè, xả 2 cây là hòa vốn liền. Mua thêm là cái giá vốn anh chị bị tăng lên đúng không? Nó xả 2 cây anh chị lỗ ngay. À, anh chị mình chưa thấy cái cảnh nó xả nha. Nó tăng mỗi ngày tăng có 1-2% vậy đó. Xả 2 ngày hơn 1%. Xả 2 cây sàn là xong liền gì. À, nhiều lãi trả đó hết. Trời. Trời ơi, làm móng cho ăn mà nuôi cho bé xong thịt mà. Đấy, nó là như thế à. FPT nè. FPT nè anh chị thấy không? Tích lũy là một cái cửa tốt nè. Mua lên bé không? Có ai bán ra đâu. Đấy. Nó hơi chậm một tí thôi. Quanh những vùng này bùng nổ mua thêm. Đất xanh nè, những con tăng thóc nè. Có hàng canh chốt anh chị nha. Đấy, BVH nè, BVH nhìn chung á, BVH nó giống con FPT. Hai con này nó y chang nhau à. Thành ra nếu anh chị nào mà chưa mua được FPT thì mua BVH. Hai con này cái sự vận động nó giống nhau. Đấy, có một con nữa là con BNC. Con này nó có hơi có một độ rủi ro nhất định. Nhưng mà nhìn chung á, nếu mà dòng bán lẻ chạy thì FPT, BNC nó cũng có những nhịp tăng tiếp. Thành ra anh chị mình canh BNC và MWG nó cũng vậy. Nhìn chung á, phiên ngày mai em đánh giá là dòng bán lẻ sẽ chạy. Ha, dòng bán lẻ với một số những con ngân hàng mà đạt cái độ tích lũy nó sẽ chạy ha. Đấy, hoặc là những con mà tiền nó đã vào thì như là con DGC hoặc là cái con BHR. Đấy là nó sẽ có những nhịp nó tăng tiếp tại vì nó test xong rồi. Đấy mà lớp DG cũng như thế nè. Nhưng mà những con này mình đánh ngắn nha. Đánh ngắn thôi. Năng cái nhịp mà nó bùng nổ cuối đó. Mình canh mình chốt lại là ok. Đấy. Nhìn chung đây là những dòng cổ phiếu mạnh chị mình lưu ý ha. Đấy, còn rung cái đàn em đã có hàng rồi. À, đã có hàng rồi. Mà điểm mua thì đương nhiên là real time trong phiên anh chị mới mua được. Mua là phải mua chuẩn nha, mua những cây test nha. Chứ mà anh chị mua đũa thì nó sẽ không hay. Ha, nó là như thế. Dạ rồi. Em xin chào các chị nhà đầu tư. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Ngày này ngày tối nay xem video của em. À, mình nhớ là mình đừng có hưng phấn anh chị nha. Luôn luôn nha. Đừng hưng phấn. Ha, phải chọn đúng dòng. Chọn mấy con mà có sự tích lũy á. À, chứ đừng mua đuổi anh chị nha. Nếu tăng rồi thì thôi. Tăng rồi mua con khác. Ha, cơ hội còn nhiều anh chị nha. Dạ rồi. Em xin cảm ơn các anh chị.